Iran là quốc gia đầu tiên trên thế giới ban hành lệnh cấm trò chơi đang rất phổ biến hiện nay là Pokemon Go do những quan ngại về vấn đề an ninh. Dù trong tuần qua giới chức an ninh đã nhất trí cân nhắc về khả năng nhà phát triển sẽ đồng ý tiến hành khắc phục các vấn đề an ninh không được tiết lộ cụ thể. Cũng tại khu vực Trung Đông, ngay từ cuối tháng trước, một cơ quan chức năng Ả Rập Xê Út đã quyết định khôi phục lại một sắc lệnh cách đây 15 năm, trong đó cho rằng các trò chơi liên quan đến Pokemon là đi ngược lại những giá trị tôn giáo ở quốc gia này. Còn tại Israel, quân nhân cũng bị nghiêm cấm chơi Pokemon Go trong doanh trại quân đội do quan ngại về khả năng lộ thông tin quân sự cũng như vị trí căn cứ. Hiện thông tin về khả năng trò chơi Pokemon Go chứa phần mềm gián điệp cũng lan rộng trên các mạng xã hội. Tuy nhiên, số lượng người chơi mong chờ được chính thức trải nghiệm trò chơi này vẫn không ngừng tăng lên. Ngoài những rắc rối về an ninh, nhiều người còn lo ngại về sự an toàn của trò chơi này, vì người dùng có thể gặp tai nạn do quá chăm chú vào màn hình điện thoại khi đi ra đường.